Ok anh em, bây giờ thì Khải tiếp tục liên đấu anh em ơi. Nay không livestream nên là Khải làm video cho anh em xem. Cái gì anh em xem ủng hộ một like chia sẻ giùm cho anh em ơi. Không có like. Tối nay làm 4 trận liên đấu được ai. Không biết gặp ai đây, cố gắng nào. Trận đầu tiên em ơi. Em đâm đọc. Ok. Ok, quên em đọc, hơn quá. Anh em đọc hôm qua thua này thắng à, hơn quá này mày. Vừa hết máu luôn. Nói chung đánh em đọc cho em đọc nhanh hết máu quá. Má xấu mình cho đọc luôn nè. Quá, quá, quá đi. Mà giờ là hay rồi. Cố gắng rồi. Quá hay. Ok, ok, ok. Vô vô trận thứ hai này mày. Destiny đủ, mà Destiny giờ đang chưa đi xem luôn à. Gặp nắng trận rồi anh em. Giờ đang cũng khá là trâu, má bữa gặp nó đánh lâu vậy luôn. Xích giờ đang mà trâu lắm, mấy bữa đánh xong nó trâu kinh khủng luôn. Nếu chết lâu thiệt lâu. Giờ đang cá chết. Cái tiếng nhẫn phi long vòng long kích ấy chà, vòng long kích hơi canh nha. Chạy theo anh bùa này. Một bùa này. Hai bùa này. Quân nhanh gọn như hết giờ. Quân nhanh gọn như hết giờ. Ok. Gặp vào lòng kích. Ồ, con thiếu lâm này bên này gặp ai vậy ta? Gặp tôi. Các bạn, con thiếu lâm em kịp ăn hả? Quấn anh nó đi chứ sao? Có nhiều bài. Hả? À. Vô, chờ đặng giáo thứ 3. Ok, đây là gì? Vây này, đường môn. Bon full set đồ cũng ấn ấn này không xin nhơ. Một phút rồi, ok rồi em chạy vô. Má không bao giờ mình gặp cờ lon mình thử ta hay dữ chứ. Chưa gặp trận nào. Chưa bao giờ biết gặp cờ lon là gì. Chưa bao giờ biết gặp biệt phụ là gì.
hai con lông bừa lắp vô cho nó đủ trọng, thiếu người. Cá chích của anh Lĩnh nhẫn. Rồi gặp đường môn, gặp đường môn. Đường môn chơi ngại. Chưa chết được đâu con trai. Chưa chết được đâu con trai. Ăn lần này, ăn nữa đi. Má sáng cúp điện thôi. Lần này mà ăn nữa đi. Chạy làm gơ vậy. Chạy làm gơ vậy. Ủa má xin chết kìa. Chạy đi. Chạy đi. Chạy nè, lên núi nè. Mua gia độc nhiều nha. Hay mua gia độc, có vẻ mua gia độc nhiều nha. Có vẻ mua gia độc nhiều nha. Có vẻ mua gia độc nhiều nha. Nấu chưa? À, uống khiên nữa, chạy làm gương vậy. Ha, anh hết banana rồi. Chịu chói chưa? Chịu chói chưa? Hết mình nè. Đó, hết mình nè. À, quýnh đi, quýnh đi. Kẻ cái gì? Nhẫn quýnh gì? Quýnh đi anh ơi. Đường môn đủ kịp nhẫn của danh. Hồi sáng mình gặp nhưng mà cúp điện thua. Má nhỏ thì vô ấy gặp chết mất. Lần này có vẻ nó mua gia độc nhiều hơn em ơi. Nó mua gia độc nhiều nên là mình tiếp cận khó. Rất khó tiếp cận. Đánh mấy cái hết gia độc mất, đánh mấy cái hết gia độc mất. Ghê còn trận cuối nè mà. Ok ok, 1 phút. Rồi, trận cuối biết gặp ai đây? Gặp cái đường môn anh Lĩnh nha, nhanh Lĩnh ơi. Cả cha đơ mờ. Đường môn. Chỗ anh Lĩnh nhiều đường môn cơ ta. Cái chim cũng đường môn nó nữa hả anh Lĩnh? Đủ gì hai em đường môn nó chứ. Hai ba. Cá cha đường môn nữa nè. À, tiêu 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 tiêu. À, thấy yên sông đào. Vô sinh. Rồi, thằng cuối làm cá nhỏ đẹp mắt rồi. Kiểu đường môn Lĩnh này. Ê, lại gặp Nga My nữa. Đục, mấy gặp con Nga My này miết ta. Gặp Nga My này miết luôn anh em. Bút cái bùa này mà chết này. Đó. Rồi bút bùa rồi á. Giờ nó chết này anh em. Chủ đam được bao nhiêu? Chủ đam được bao lâu? Chủ đam được bao lâu? Chủ đam được bao lâu? Rồi chết này. Rồi nó hết mana luôn. Má sau này chủ máu cho lâu vậy? Sau này chủ lâu vậy? Này chủ lâu rồi. Này chủ lâu rồi. Anh à.
Đây nghe mì này mày. Uống máu nhiều vô. Rồi nó chết nè. Hết máu chắc luôn. Ngọc bội nè. Giày nè. Áo. Nón. Ơi trời, này trời áo nhung tình luôn căng vậy. Rồi ok. Win 4 trận. Ngày mi đó gặp miết luôn em ơi. Nó gặp miết luôn. Ok anh em xem video thì đừng quên đổ lại cho Khải một like chia sẻ giúp Khải nha em ơi. Đừng quên cho Khải một like chia sẻ nha. Khải show cho anh em xem nha. Khải còn 6 trận nữa thôi. 6 trận nữa cố gắng lên hạng 3. Hiện tại bây giờ thì không lên được top 2 thì chắc chắn sẽ hạng 3. Cố gắng sẽ hạng 3 nha anh em. Top 2 thì anh Thập thời gian khá là nhanh. Đánh quá tốt. Có 1925 thôi. Khải còn thua 7 rồi. Mà còn 6 trận nữa. Cố gắng 6 trận không thua ai nữa sẽ lên hạng 3 nha anh em. Hạng 3 thua 8 rồi. Còn hạng 4 thì... Hạng 4 thì thua 9 rồi. Anh em xem show qua. Chung cố gắng anh em còn 6 trận à. Đó, nhà Khải còn 6 trận cuối cùng rồi. Anh em xem thì đừng quên ủng hộ, like, chia sẻ nhiệt tình anh em ơi. 42 rồi, 35 thua 7 rồi. Mà thời gian thua anh Thập nhiều quá nhiều. Bây giờ thì cố gắng thua khoảng 1 trận hoặc 2 trận thôi. Cao lắm là 1 trận thôi là lên hạng 3 à. Nếu mà cố gắng thua 1 trận thôi lên hạng 3. Rồi đến 4 ngàn năm thời gian này anh em thấy không? Mình còn mới 2 ngàn mấy thôi. 2 ngàn mấy thôi. Đó, 2 ngàn 3. Ok, bye bye mọi người nha. Đừng quên like, chia sẻ nha. Bye bye anh em.